Chào, hello. Hello mọi người. Hôm nay anh hôm nay Thế Bảo đang quay một cái chương trình quảng cáo bột tuyết Nano cho công ty Nano bột tuyết tại quán cà phê Ngẫm ở thành phố Tân An. Quý vị nhớ đón xem nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều luôn. Cảm ơn. Thôi chào anh đạo diễn. Hai. Dạ hôm nay anh quay clip gì anh? Đây là quay clip quảng cáo cho sản phẩm bột tuyết Nano. Bột tuyết Nano của anh. Đây. Bột tuyết Nano. Ekip gồm đây. Bột tuyết Nano đây là sản phẩm độc quyền của người Việt Nam sáng chế. Đây là sản tất cả quý vị, đây là sản phẩm dành cho ghế salon ở trong xe, dành cho da nha quý vị, dành cho giày da này nọ, các thứ là rất là thơm, có mùi rất là thơm. Mai mốt là Duy sẽ phân phối sản phẩm này luôn. Anh em có gì ủng hộ? Dạ. Cameraman. Đừng không đích thực. Camera kính cao. Trợ lý Kim hậu đài. Xin chào. Xin chào. Bạn có cảm nghĩ gì ngày hôm nay bạn? Cảm nghĩ gì hôm nay là clip rất là ok các bạn. Okay. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Bạn nhớ subscribe kênh Đảng Quang Quân nha các bạn. Bạn nữ. Hai bạn nữ của ekip. Mộng cầm ơi. Chị mộng cầm. Mộng cầm là chị make up của ta hôm nay. Còn chị này rất là quan trọng của đoàn phim. Nếu không có chị này là không có ăn uống cơm nước nhịn đói luôn á. Đây là của chị luôn nè. Xử đi. Xử đi. Xử đi. Xử đi. Xử đi. Xử đi. Xin chào.